quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 5 tại khu công nghiệp An Nghiệp, Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Dự buổi lễ có ông Dương Xà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cùng lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh. Năm 2024 là năm thứ 13 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, lấy tháng 5 hàng năm là tháng công nhân. Tháng công nhân năm nay được tổ chức với chủ đề Đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết. Đồng thời đây cũng là năm thứ 8 Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy tháng 5 hàng năm là tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến công nhân viên chức lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về mục đích ý nghĩa của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Qua đây nhằm nâng cao nhận thức, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng tránh rủi ro tai nạn lao động, ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tính mạng sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản nhà nước, doanh nghiệp và tài sản công dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Đối với tỉnh Sóc Trăng, trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tỉnh ta đã và đang có bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và tăng cường, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Trong những kết quả thành tích trên có sự đóng góp to lớn của đội ngũ đoàn viên, công nhân viên, người lao động của tỉnh nhà, những người đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, là lực lượng to lớn, quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước. Hiện toàn tỉnh có hơn 64.000 đoàn viên công đoàn làm việc tại các cơ quan đơn vị, các khu, cụm công nghiệp, hợp tác xã, đã đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, trong năm qua đã có sự chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động. Một số chủ sử dụng lao động đã chủ động triển khai tốt các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc tại nơi làm việc, vệ sinh môi trường làm việc và trang bị bảo hộ lao động cho người lao động. Tôi đề nghị các cấp công đoàn phối hợp với các ngành địa phương, cơ quan đơn vị tổ chức tốt các hoạt động thiết thực hưởng ứng cụ thể hóa chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, và đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024. Đề nghị công chức viên chức, công nhân người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy trí tuệ, sự cống hiến bằng những hoạt động cụ thể, ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gắn bó với tổ chức công đoàn, đồng hành và đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ quan doanh nghiệp phát triển bền vững. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, đặc biệt là các cấp công đoàn và lực lượng công nhân tỉnh nhà trong việc xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển. Qua đây cũng đề nghị phải tiếp tục triển khai đồng bộ, thường xuyên và có hiệu quả chỉ thị số 31 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới. Thứ hai là đề nghị các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động với hình thức phù hợp và phù hợp với từng lĩnh vực ngành nghề, trong đó xác định ưu tiên cái việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, nhất là các chính sách phòng ngừa giảm thiểu khắc phục rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, rồi quyền nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, rồi các chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động, rồi các biện pháp phòng ngừa ứng phó xử lý tai nạn lao động, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động. Bởi vì trên cái cơ sở tuyên truyền, phổ biến những cái kiến thức này, thì người lao động và người sử dụng lao động sẽ thực hiện tốt và như vậy thì sẽ bảo vệ tốt được sức khỏe của mình. Thứ ba là đề nghị các cấp, các ngành, lãnh đạo, các doanh nghiệp, chúng ta cố gắng định kỳ tổ chức gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại với công nhân
để trên cơ sở đó giải quyết kịp thời những vấn đề mà công nhân của doanh nghiệp quan tâm, bức xúc. Nhất là phải đảm bảo về điều kiện lao động cho công nhân. Thứ tư, tôi cũng đề nghị quý doanh nghiệp, hôm nay tôi biết là có mời rất là nhiều quý doanh nghiệp ngồi đây. Các anh chị tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại tại doanh nghiệp để chúng ta phòng ngừa tốt tai nạn lao động. Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 15 căn nhà máy ấm công đoàn, trong đó có 14 căn hỗ trợ cất mới, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng, một căn sửa chữa trị giá 20 triệu đồng, trao tặng 106 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ nguồn xã hội hóa. Đặc biệt, tại buổi lễ, 71 cá nhân là công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong lao động sản xuất giai đoạn 2023-2024 đã được tặng bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh. Một tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động tặng cờ thi đua công đoàn cơ sở tiêu biểu và 6 tập thể nhận cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh.